Chuyện đi lính. Năm 1981 tôi nhập ngũ, đóng quân ở Ngân Sơn, Cao Bằng. Trung đoàn 183, thuộc sư 322, quân đoàn 26 chúng tôi đóng ở Ngân Sơn, thực chất là tuyến 2 của phòng tuyến Cao Bằng, nghĩa là nếu tuyến Cao Bằng xảy ra chiến sự, chỗ nào thủng cần chi viện thì lính Ngân Sơn sẽ xông lên. Tuy nhiên phòng tuyến Cao Bằng sau năm 1979 khá yên ắng. Lính ở Ngân Sơn giống như lính thời bình, một năm có hai mùa, mùa khô thì huấn luyện chiến đấu, mùa mưa thì xây dựng doanh trại. Thời gian rỗi thì lính tráng gây gổ đánh nhau, hoặc ra quốc lộ chặn xe tài đoàn 10 Thái Nguyên cấp tiền, thuốc lá, hoặc vào bản người Tày, người Mán trong rừng ăn cắp gà, lợn, nhổ trộm sắn, ngô nếp v.v. về ăn đỡ đói. Cùng là tuyến biên giới, nhưng bên Hà Giang vẫn đi đùng suốt. Năm 1983, bên Hà Giang đánh nhau to, lính chết nhiều, có tin lính Ngân Sơn sẽ phải chi viện sang Hà Giang. Mấy thằng lính Hà Nội, thường gọi tắt là lính Hà, chúng tôi lo lắng lắm, suốt ngày túm tụ bàn tán. Sang Hà Giang thì cầm chắc là chết, thằng Tuấn Bột nêu ý kiến, hay tuột xích mẹ nó đi. Tuột xích tức đảo ngũ, tuột xích à, đéo ổn. Thằng Hải xồm đăm chiêu, ông bố tao là đảng viên, lại là cán bộ phường. Tao mà tuột xích thì mặt mũi ông bổ để vào đâu, ông ấy chết vì nhục nhã mất. Tuột thì cũng bị tóm lại, vào nhà tù quân đội, lao động cải tạo một thời gian rồi tống trở lại quân ngũ. Lúc ấy sẽ được biên chế vào đơn vị kỷ luật, thu dung, chứ có thoát được đéo đâu. Thành vén nhận xét, thì thoát vụ Hà Giang này đã, lính kỷ luật hay thu dung thì sao, miễn không chết là được. Tuấn Bột vẫn bảo vệ ý kiến. Tôi nín thinh lắng nghe các ý kiến, vẻ suy tính, nhưng thực ra tôi nghiêng về ý kiến thằng Hải Xồm. Nếu tuột xích, tôi không chỉ bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ, chị em trong nhà, mà cả họ hàng nội ngoại cũng sẽ rất xấu hổ vì có thằng cháu là bộ đội đào ngũ. Tôi quyết định phát biểu. Chúng mày tính thế nào thì tùy, mỗi thằng một hoàn cảnh, riêng nhà tao thì đéo tuột được. Tuột tức là làm nhục bố mẹ, anh chị em và cả dòng họ nữa. Đi Hà Giang thì đi, chết thì thôi, tao chỉ tiếc một việc. Nói ra hơi xấu hổ, tao chưa biết mùi đời thế nào, có lẽ tao sẽ bùng về nhà ít hôm. Tao cũng thế, chưa biết mùi đời là gì. Tuấn Bột rụt rè, cả đám quay sang nhìn tôi với Tuấn Bột, cái nhìn đầy ái ngại, thông cảm và chút thương hại. Mùi đời tức là mùi vị đàn bà, ý nói chưa giao hợp với phụ nữ lần nào. Thời đó, việc giao hợp rất quan trọng, phải chính thức là vợ chồng mới được giao hợp. Nhiều cặp đôi yêu nhau, tìm hiểu nhau tới 3-4 năm, nhưng đêm tân hôn mới giao hợp lần đầu, đúng nghĩa là tân hôn, thật thiêng liêng trang trọng quá đi. Khác bây giờ, học sinh 14, 15 tuổi dắt tay nhau vào nhà nghỉ giao hợp để làm quen là chuyện bình thường. Không phải chỉ vì đạo đức thời đó vẫn còn ràng buộc người ta, mà điều kiện khách quan cũng không cho phép. Thời đó, một cặp đôi yêu nhau, đến mức đã đưa nhau về ra mắt gia đình cha mẹ họ hàng hai bên, sau đó đi lại như người nhà, thì cầm chắc là cưới nhau rồi. Nhiều đôi cũng muốn giao hợp nhau lắm, nhưng giao hợp chỗ nào? Căn hộ chừng 30m², bao gồm chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ ỉa đái, tắm rửa, chứa ít nhất 5-7 mạng người, vào nhà nào cũng lồm ngồm người đầy nhà, lấy đâu chỗ mà giao hợp hỡi ôi. Thôi thì cố đợi cưới xong còn được ưu tiên căng cái si đô. Thường các cặp đôi không nhịn được mà giao hợp vụng trộm hay kéo nhau ra công viên hoặc bên đường phố vắng nào đó, nàng sẽ tựa lưng vào gốc cây, quần tụt một ống. Thời đó chị em mặc quần lồng chun, tụt cũng dễ. Chàng thì đơn giản là bật khuya cửa quần ra, thế là rũi lấy rũi để chừng 2 phút là xong. Nhưng ân ái kiểu này thường chỉ có những cặp đôi tương đối bản lãnh, chứ những cặp hiền lành, ngoan ngoãn thì cho thêm tiền cũng chả dám. Bởi công viên thì có bảo vệ công viên, phố xá có người qua lại, họ có quyền tóm cổ cả chàng và nàng. Nếu là giao hợp trước hôn nhân là vi phạm đạo đức, mà giao hợp ngoài hôn nhân thì vi phạm pháp luật. Bởi vậy, việc giao hợp gốc cây phải tiến hành thật nhanh, nhanh như ăn trộm ấy. Duỗi thật lực và nhát xong, nàng kéo quần, chàng cài khuy, rồi biến. Ân ái là điều đẹp đẽ thiêng liêng nhất của tình yêu đôi lứa, mà phải làm như đi ăn trộm, thì hỡi ôi còn gì đẹp đẽ nữa hở ông rời. Trong hoàn cảnh đạo đức cũng như điều kiện vật chất thời đó như vậy, việc thanh niên tuổi 19, 20 như tôi và Tuấn Bột vẫn còn trong trắng, không phải chuyện hiếm. Tất nhiên, chính vì tính chất nghiêm trọng của việc giao hợp, cũng như điều kiện khó khăn thời đó,
nên thanh niên cùng lứa, thằng nào đã biết mùi đời, thường là rất sành sỏi, người lớn, từng trải hơn hẳn những đứa khác và chúng cũng đắc ý vì điều đó. Bây giờ anh nào 19, 20 tuổi mới đi khoe mình vừa giao hợp lần đầu, chắc lũ bạn cười cho thối mũi. Quay lại với câu chuyện của toán lính Hà Nội chúng tôi. Sau khi nghe tôi và Tuấn Bột thú nhận rằng mình chưa biết mùi đời, đám thằng Hải Xồm, Thành Vén, Cường 2B, toàn dân ngõ chợ Khâm Thiên ăn chơi bụi bậm khét mù, đều nhìn chúng tôi vẻ ái ngại. Thành Vén tuyên bố, thôi được, hai thằng Hùng với Tuấn Bột chưa biết mùi đời, mà phải đi Hà Giang oánh nhau chết thì phí quá. Tao nhất trí chỉ bùng về chục ngày, bắt cho chúng nó con bớp, cho chúng nó biết mùi đời, rồi quay lên đi Hà Giang. Thời đó, chị em công tác ở ngành phò vẫn còn được gọi là bớp. Ngày nay, nếu muốn đi chơi gái, thường nói là đi đá phò, thì hồi ấy gọi là đi bắt bớp. Tại sao gọi là bớp thì tôi chịu. Và ngay hôm sau, toán lính Hà chúng tôi, gồm 5 thằng, đã trốn đơn vị về Hà Nội. Lính bỏ trốn khỏi đơn vị, sau 1 tháng không trở lại, chỉ huy đơn vị mới thông báo chính thức về địa phương rằng lính đó đã đảo ngũ. Chúng tôi chỉ trốn về chừng chục ngày, rồi quay lại, chấp nhận nằm hầm, tức nhà giam trung đoàn và cải tạo lao động chừng 1 tháng là xong. Còn nếu lên mà đúng dịp điều ánh nhau thì he he, kỷ luật xí xóa luôn. Trước thông tin về khả năng phải chuyển quân chi viện cho Hà Giang, oánh nhau với quân bành trướng Tàu Khựa, nghĩa là cầm chắc sẽ hy sinh, toán lính Hà chúng tôi, gồm 5 thằng, quyết định bùng khỏi đơn vị, về Hà Nội để thực hiện 2 mục đích, chia tay, có thể là vĩnh biệt, với gia đình và để tôi cùng Tuấn Bột được thưởng thức mùi đời. Tất nhiên, về thứ hai là chính. Hành trình từ Ngân Sơn về Hà Nội, thời đó khá gian truân vất vả chứ không đơn giản như bây giờ. Chúng tôi phải ra quốc lộ chặn xe, việc chặn xe cũng không dễ. Bình thường, lính tráng ra quốc lộ chặn xe chỉ để ăn cướp, vì vậy khi có việc chặn xe, đi nhờ rất khó. Nhưng rồi chúng tôi cũng chặn được quả xe tải, về tới Thái Nguyên thì nhảy tàu trở về Hà Nội. Rời khỏi đơn vị từ sớm khi trời còn tối đen, đơn vị còn chưa báo thức, vậy mà về đến Hà Nội cũng gần nửa đêm. Xuống ga Hà Nội, Thành Vén tuyên bố, giờ tất cả giải tán, ai về nhà nấy, nghỉ ngơi đêm nay, ngày mai, thằng nào muốn trăng trối gì với phụ huynh, anh chị em, hàng xóm láng giềng thì tranh thủ mà trăng trối, tối mai, sau khi ăn cơm xong, khoảng 8 giờ thì tụ trước ngõ nhà tao. Tất cả nhất trí, biến nhanh, ai về nhà nấy. Thấy tôi về đột ngột, cả nhà đều bất ngờ và vui mừng, riêng bố tôi, ông vẫn vui nhưng có vẻ băn khoăn. Ông hỏi bộ đội gì mà đùng phát về như không thế, lính nghĩa vụ đâu có chế độ về phép. Tôi không dám nói mình trốn đơn vị, sợ ông buồn. Tôi bịa ra chuyện, vì sắp đi chiến đấu, nên đơn vị cho tranh thủ. Chuyện bịa của tôi chủ yếu khơi gợi tình cảm, rằng con sắp ra đi vì tổ quốc rồi, vấn đề con được về vì lý do gì đâu quan trọng. Bố tôi nghe chuyện, có vẻ ưu tư lắm. Mẹ tôi thì chẳng để ý lý do sao tôi về. Hôm sau bà đi chợ mua vài món ngon ngon về làm cơm. Thời bao cấp đói thối mồm, có dịp được ăn thịt là vui như Tết. Bà chị lúc ấy đang có người yêu, sắp cưới nên đầu óc chỉ để vào anh người yêu, hỏi han tôi qua loa, rồi thôi không để ý nữa. Chỉ có 2 đứa em, một em gái, một em trai, sàn sàn 15, 16 tuổi, chúng háo hức, tò mò, há hốc mồm nghe tôi kể chuyện biên giới, chuyện tôi đối đầu với quân bành trướng Tàu Bựa, chuyện trận chiến máu nhuộm tại Hồ Xìn, vân vân, cơ mà toàn chuyện bốc phét, chúng vẫn tin sái cổ. Chỉ những chuyện vào bàn trêu gái tày, gái mán, rồi sau đó ra nương sắn, nương ngô của họ ăn cắp ngô với sắn về luộc ăn, hay chuyện chặn xe tải trên quốc lộ, xin thuốc lá, xin tiền, thực ra là xin đều, có thằng bị lái xe liều mạng tông thẳng, chết toi, hoặc chuyện lính trắng dỗi việc đánh nhau, phân ngôi thứ, tức là số má bây giờ. Vân vân, là chuyện thật, bản thân tôi chỉ nóng lòng mong đến tối hôm sau. Thời gian trôi vèo. Hôm sau, sau bữa cơm tối, quân phục chỉnh tề, tôi xin phép bố mẹ đi chơi, rồi đạp quả xe đạp Sài Gòn vành nghỉ phóng như điên, hướng về ngõ chợ Khâm Thiên. Ngay đầu ngõ, đám bạn tôi, cũng quân phục xanh gì, ngồi xung quanh hàng nước vỉa hè đầu ngõ chợ. Chúng đang uống nước chè và rít thuốc lảo vã. Tôi xà vào, đầy háo hức, hỏi ngay tình hình bắt bớp ra sao. Thành Vén bảo, cứ nước nôi đàng hoàng, tán phét đi, còn sớm,
giờ này thì bớp đéo đâu ra mà bắt. Như tôi đã kể sơ qua ở kỳ trước, hoàn cảnh thời đó việc giao hợp là vô cùng khó khăn, không chỉ vì sự khắt khe của đạo đức mà còn vì rất khó kiếm chỗ để hành sự. Địa điểm hành sự dành cho các cặp tình nhân muốn ăn cơm trước kèng hay ngoại tình hay đá bớp gì đó chủ yếu là các gốc cây, trong công viên, hoặc nơi đường vắng, hoặc trong các công trường xây dựng, sau các kiêu gạch, và phải chờ đêm thật khuya vắng vẻ mới có cơ hội hành sự. Bởi vậy, trước 10 giờ đêm, đi tìm một em bớp hơi bị khó. Vậy là chúng tôi tiếp tục trà chén, thuốc lào và nói chuyện ba lăng nhăng. Tôi và Tuấn Bột có vẻ sốt ruột nhất. Tuấn Bột thẽ thọt hỏi Thành Vén về địa điểm hành sự. Thành Vén bảo ra công viên. Công viên Thống Nhất ngay gần đó, đi bộ vài bước là tới. Sao phải băn khoăn? Rất may, thằng Cường 2B bảo không cần ra công viên. Khu nhà nó ngay bên kia đường, số 2B Khâm Thiên nên nó có tên là Cường 2B, là khu biệt thự kiểu Pháp. Nhiều hộ ở, nhưng có khu bếp chung. Khu bếp chung đó được ngăn ra, phân chia thành những gian bếp nhỏ cho các hộ gia đình trong biệt thự. Mỗi gian chừng 3-4 mét vuông gì đó, kê vừa cái bếp dầu, cái chạn bát và cái giường đơn. Thằng Cường 2B bảo đem về bếp nhà nó cho đàng hoàng. Lát bắt bớp về sẽ lần lượt vào từng thằng, những thằng khác ngồi ngoài sân đợi. Vậy là nơi hành sự quá ổn. Nhưng vấn đề tiền nong thì sao? Tôi nhớ dạo đó giá bớp trung bình khoảng 20-30 đồng. Trước đó, hồi còn chưa nhập ngũ, tôi hay đi chơi với thằng bạn Long Cải mà, đạp xe lựu rượu phố phường qua khu vực bến xe Kim Mã. Nó cứ gào tướng em ơi, anh còn hai sọi chưa biết tiêu gì rồi. Nó giải thích với tôi rằng trong bến xe có mấy con bớp. Tôi hỏi đám chiến hữu thằng nào có tiền thì trả thằng nào có. Mỗi thằng chỉ có vài đồng, đủ uống trà mạn với rít thuốc lào. Thời đấy các phụ huynh còn chả có đồng nào trong túi, đừng nói lũ mới lớn chưa đi làm kiếm tiền bao giờ. Tôi băn khoăn, chả nhẽ bắt bớp về, năm thằng chơi, rồi quỵt à, thế thì tàn nhẫn quá. Mặc dù tôi biết, thời đó có trò chơi bớp quỵt, một đám thanh niên trai cả chục thằng, bắt một em bớp, lôi vào xó xỉnh nào đó, rồi lần lượt chơi, như cưỡng dâm tập thể, rồi bùng, và chúng rất khoái trá. Rất đắc ý về điều đó. Nhưng tôi không muốn làm thế. Thấy tôi băn khoăn, vã là Thành Vén trấn an. Đừng lo, tao về bốc của bà già vài cân mì là được. Mì chính là mì sợi sấy khô, kiểu mì gia công, quấn thành từng bánh. Khi nấu cơm thì bóp vụn, rồi rắc vào nồi cơm. Thời đó ăn cơm độn mì, tức là trong nồi cơm chỉ thấy loáng thoáng vài hạt cơm, chủ yếu là mì, hôi xì. Tôi không nhớ giá tiền cân mì sợi thời đó là bao nhiêu, nhưng Thành Vén bảo bốc vài cân, chắc cũng tương đương giá tiền cho bớp. Vậy là địa điểm hành sự cũng như tài chính đã xong. Khoảng 10 giờ, thời đó, 10 là đường phố đã thương người, vắng vẻ lắm rồi. Chúng tôi nhổ rễ, Thành Vén, vẫn là Thành Vén, nhảy lên xe đạp phóng đi. Mấy thằng bọn tôi sang phía bên đường, đầu khu nhà 2B của thằng Cường, ngồi chờ. Bắt bớp thời đó không đơn giản. Phải kinh nghiệm và tinh tường mới phân biệt được trong đám phụ nữ quần áo gần như đồng phục, quần lụa, hay sa tanh, hay diềm bâu, tất tật đều màu đen và áo sơ mi, gọi là áo cánh, na ná giống nhau, màu sáng vê vê, thì đâu là một cô bớp và đâu là một cô cán bộ nhà nước. Địa điểm có thể tìm các cô bớp, đương nhiên là nhà ga, bến tàu bến xe. Vì sao lại ở đó? Bởi chỉ ở đó mới có thể tụ tập vạ vật đông người, lẫn vào đám khách chở tàu chở xe. Mà không bị thắc mắc. Thời đó làm gì có những phố đèn đỏ hay bớp được đứng ngang nhiên canh gốc cây như các em phò bây giờ. Bởi vậy, người đi bắt bớp đương nhiên là Thành Vén, nhà ngay đầu ngõ chợ, cực tinh quái, giàu kinh nghiệm vì biết chơi bớp từ năm 13 tuổi, tức là khi cu mới mọc lông. Đám hải xồm, Cường 2B tuy đã biết mùi đời, nhưng chủ yếu nhờ theo đóm ăn tàn, chưa phải những tay sành sỏi, so với Thành Vén thì kém xa. Quả nhiên, không đợi lâu, chỉ chừng 15 phút sau đã thấy Thành Vén xuất hiện ở ngã tư gần đường tàu. Phía sau bóc ba ga, có một phụ nữ đội nón. Thành Vén đã lao ra ga hàng cỏ và tìm được một cô bớp rất nhanh. Chống ngực tôi đập loạn lên, vậy là tôi sắp biết mùi đời, sắp được làm cái việc mà trước đó chỉ dám làm trong tưởng tượng và rất mơ hồ. Thằng Hải Xồm có chút kinh nghiệm dặn cả bọn cứ ngồi, ra vẻ không quan tâm, để Thành Vén đưa bớp vào hẳn bếp nhà thằng Cường đã. Rồi cả bọn vào, nếu đứng dậy ngay, phải cô bớp có kinh nghiệm, cô ấy sẽ phát hiện ra nguy cơ xé vé tập thể hay chơi quỵt, cô ấy sẽ nhảy khỏi xe bỏ chạy là hỏng bét.
Nghe lời Hải xồm, cả bọn ngồi im. Thành vén đèo chị bớp, lúc này tôi có thể gọi là chị, rẽ vào cổng khu nhà 2B. Tôi nhìn thoáng mặt chị dưới vành nón và ánh sáng đèn đường. Chị tầm 30 tuổi, tức là phải hơn lũ chúng tôi 7, 8 tuổi. Thời đó, rất hiếm con gái dưới tuổi 20 đi làm bớp. Đợi vài phút, chúng tôi kéo nhau vào sân khu nhà 2B. Thành vén và chị bớp đã vào trong bếp nhà thằng Cường, đóng cửa lại. Thằng Cường lại gần, ghé mắt qua khe hở cửa bếp, nghe ngóng, nhìn một lát rồi quay lại thì thào. Thành vén đang thỏa thuận tình hình, rằng có 3 cân mì sợi với 5 thằng bọn mình. Tao thấy con kia ngúng nguẩy, nhưng chắc đồng ý thôi. Hải xồm lẩm bẩm. Thằng Thành vén này không hiểu có biết đường mà nói không. Phải biết bảo anh em mình sắp đi chiến đấu bên Hà Giang, có thể sẽ hy sinh vì Tổ quốc, thì con bớp nào cho đồng ý. Tôi và Tuấn Bột không nói gì, vì tôi biết Tuấn Bột cũng như tôi, đang rất hồi hộp. Việc mà trước đây tôi chỉ tưởng tượng, mà cũng chả biết việc cụ thể, trong thực tế ra sao, mà tưởng tượng nữa, nên nó mơ hồ, hư ảo, như là chuyện thần tiên ấy. Giờ đây sắp diễn ra, thực sự, ngay trước mắt tôi, chỉ cách bức tường bếp nhà thằng Cường. Cách bức tường mỏng đó, có một phụ nữ thật sự, và tôi sắp sửa được giao cấu với người phụ nữ đó. Tôi tưởng như mình đang mơ. Chống ngực tôi đập, toàn thân tôi run rẩy. Vậy là 5 thằng lính chúng tôi đã trốn đơn vị về nhà chỉ để thực hiện việc giúp tôi và Tuấn Bột được thưởng thức mùi đời trước khi đi Hà Giang chiến đấu chống quân bành trướng Tào Khựa. Và lúc này, khoảng 10 giờ đêm, trước sân khu nhà 2B Khâm Thiên, 4 thằng chúng tôi đang chờ Thành vén thuyết phục chị bớp đồng ý phục vụ 5 thằng lính với giá là 3 cân mì sợi. Cửa bếp nhà thằng Cường 2B vẫn đóng kín và có tí ánh sáng đèn lọt qua khe. Thằng Cường 2B sốt ruột tiến lại, ghé mắt nhìn. Tuy nhiên, vì giường kê chếch bên phải cửa, chỉ nhìn qua khe thì thấy thấp thoáng cái đầu giường. Thằng Cường lom khom ghé mắt một lúc mới quay lại, cười toe toét, giọng thì thào. Ổn rồi, thấy Thành vén cởi quần, đang đứng đầu giường. Lúc này, chống ngực tôi lại đập rộn lên. Chỉ lát nữa thôi, Thành vén xong, chắc chắn đến tôi, rồi đến Tuấn Bột, ưu tiên 2 thằng mới, Hải xồm bảo thế. Nhưng vào đó tôi biết làm gì. Ngay lúc này, không chỉ chống ngực đập, mà tôi còn run cả người. Năm 1983, tôi tròn 20 tuổi, nhưng kiến thức về phụ nữ của tôi hoàn toàn số 0. Trước đó, tôi có trêu chọc, đùa cợt với đám con gái cùng học hoặc đám em út cùng phố, nhưng chỉ trêu chọc vớ vẩn thôi. Cũng có đứa thích tôi, nhưng thời đó thích nhau cũng chỉ nhìn trộm, bẽn lẽn cười. Nếu có nói chuyện cũng vài câu đầy ẩn dụ ngô nghê, thật sự tôi chưa hẹn hò với em nào. Tôi cố lục lại trong trí nhớ mớ kiến thức ít ỏi về thân thể phụ nữ, nhưng thật quá mơ hồ. Tôi đã được xem vài bức ảnh khỏa thân của gái điếm miền Nam, gái Nhật, do mấy anh đi bộ đội thời chống Mỹ ở cùng phố mang về, nhét trong quyển album, và tôi được giáo dục đó là ảnh đồi trụy. Mỗi lần nhìn những bức ảnh đồi trụy đó, người tôi nóng bừng, phần bụng dưới của tôi căng nhức. Tôi vừa xấu hổ muốn quay đi, lại vừa dán vào nhìn không rời mắt, nhất là phần dưới rốn các cô gái, có đám lông đen đen hình tam giác. Tôi biết đó là nơi cám dỗ nhất, hấp dẫn nhất, kỳ diệu nhất, nhưng đằng sau đám lông đen hình tam giác đó là cái gì nữa thì tôi chịu. Khi ở đơn vị bộ đội, buổi tối, mấy thằng lính Hà thường tụ tập tán phét, kể chuyện chơi bời, đám sành sỏi, như Thành vén thường kể nhiều chuyện về trò đi chơi gái, tức bắt bớp. Chúng nói, lần đầu không biết gì cứ chọc lung tung, không đúng chỗ, rồi cuối cùng vẫn bắn phọt lên bụng gái. Rồi chúng phân tích rằng cái ấy của gái thật ra là có 2 lỗ, lỗ trên là lỗ đái và lỗ dưới để giao cấu, phải chọc đúng lỗ dưới mới được. Có thằng nằm lên bụng gái, chọc bừa, bị gái kẹp đùi, chọc mẹ nó xuống dưới chiếu mà không biết, vẫn cứ rũi như máy rồi xuất như thường. Tôi hoang mang vô cùng, thấy việc này hóa ra phức tạp chứ chả đơn giản. Lát nữa làm thế nào để chọc cho đúng, chả nhẽ cúi xuống nhòm rồi tìm xem lỗ trên ở đâu, lỗ dưới ở đâu. Ngoài ra, lần đầu tiên được nhìn phụ nữ khỏa thân, không phải xem ảnh, mà là người thật, da thịt thật, liệu tôi sẽ như thế nào? Mới mường tượng mà tôi đã run rẩy toàn thân, người nóng bừng bừng lên rồi. Tôi muốn quay sang hỏi thằng Hải Sùng hay thằng Cường 2B cụ thể thao tác như thế nào cho đúng, nhưng hỏi thế thì ngượng quá. Dù chưa biết mùi đời, nhưng thằng nào cũng ra vẻ rằng đã có kiến thức,
rằng làm việc đó thì ai chả làm được, giờ lại phải hỏi cách làm thì mất mặt quá đi. Thú thực, lúc đó tôi vừa mong thằng Thành vén xong để tôi vào, đồng thời tôi cũng mong nó ở trong ấy càng lâu càng tốt, để tôi khỏi phải vào. Thật mâu thuẫn quá đi. Rốt cuộc thì cũng có tiếng lạch sạch ở cửa bếp, Thành vén đã xong và mở chốt cửa. Thành vén bước ra, mặc quần đùi cởi trần, vai vắt bộ quân phục, vừa mặc quần dài vừa nói thằng nào vào thì vào đi. Hải xồm nhắc tôi hùng lì vào đi. Tôi đứng dậy. Đúng lúc đó, từ ngoài cổng có hai chiếc xe đạp lao sộc thẳng vào trong sân. Tất cả chúng tôi đều giật mình sững sờ. Bốn người đàn ông nhảy xuống khỏi xe đạp, gồm một công an phường và ba gã hình sự mặc thường phục, chắc thuộc đội chống tệ nạn. Gã công an phường mặc quân phục lớn giọng đanh thép: "Các anh đã đưa gái điếm về đây, đưa cô ta ra đây và mời tất cả lên phường." Thì ra, khi Thành vén đèo chị bớp từ ga về, có một tay hình sự nhìn thấy và bám theo. Tuy nhiên, về tới cổng khu nhà 2B, thấy lố nhố đám lính mặc quân phục, gã hình sự ngại nên chạy về phường gọi thêm hỗ trợ. Thời đó, lính tráng trốn đơn vị về nhà, thường tụ tập đông, gây gổ đánh nhau và chẳng ngại gì công an, bởi chúng biết chúng đang thuộc quản lý của quân đội. Nếu cần té lên đơn vị là xong, công an nào dám tìm lên tận nơi đóng quân, vào doanh trại quân đội đòi bắt người chứ. Nghe gã công an phường quát, Hải xồm tức lắm, lầm bầm chửi Thành vén ngu, bị công an đi theo mà đéo biết. Thành vén cũng ra tới nơi, đứng cùng cả bọn, miệng lầm bầm: "Phường cái đầu bùi bố, chúng mày là cái đéo gì mà bắt được bố lên phường." Hết chuyện. Các bạn đang nghe truyện ngắn audio trực tuyến trên kênh YouTube Truyện Hay. Hãy nhấn theo dõi kênh để cập nhật những truyện ngắn hay nhất hàng ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong truyện sắp tới. Chúc các bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc.